solo UMB đầu tiên của năm 2023 và cũng là cuối cùng. Tôi sang năm có thể là làm lại những dòng tiểu liên và những dòng Sogun kinh điển hơn nữa, nhưng mà trận này chắc sẽ là một trận siêu kinh điển. Rất nhiều anh em sẽ bình luận là KBG sẽ thắng, nhưng mà tôi đánh giá cao vì tính hùng của bạn. Tính hùng bắn tiểu liên rất là hay. Vâng, tính hùng bắn tiểu liên rất là hay các bạn. Không bắn nhạc, không bắn nhạc anh em ơi, bởi vì để nhạc là nhiều lúc bị bản quyền này kia cái nọ. KBC đang sử dụng nhân vật là Kelly Hayato, hai combo giống nhau luôn anh em à. Ôi ôi, như KBC bị sao rồi. Rồi ok, ok, let's go down, let's go down. Yeah, chúng ta sẽ có tính hùng đầu tiên. Trận đầu chúng ta sẽ chơi đi. Ủa sao trận đầu tính hùng chơi đi chấp luôn à. Bom kèo khá là nhanh được vị trí tính hùng anh em ơi. Bom kèo khá là nhanh. Một người từng chạy anh em ơi, một người từng chạy và một đấm chiếu cũ. Một viên đâm thẳng vào đầu vị trí của KBC, một viên đâm thẳng vào người vị trí KBC. Không thể nào làm được vị trí tính hùng rồi. KBC sẽ làm điều gì đây? KBC bắn cờ cái tính hùng cầm cũ đi. KBC hai viên bao người, hai viên bao người rồi. Một viên, một ba viên bao người rồi. Khả năng cao vị trí KBC sẽ chết trong tình huống này. Quá ghê. 1-0. KBC thấy tính hùng cầm một súng lục, KBC chấp nhận móc cái súng lục ra chơi, đó là fair play. 1-0 vị trí tính hùng. USB KBC rất fair play tình huống này các bạn, rất fair play. Khi mà thấy tính hùng cầm súng lục thì KBC đổi qua khẩu USB. Nhưng mà không sao. Vâng, chào mừng các bạn đến với sân vận động Arena để chứng kiến trận đấu siêu điện giữa MU và MC trong buổi tối ngày hôm nay. Tính hùng đang dẫn trước cho mình tỷ số 1-0 và đang cầm cho mình khẩu OMB bít vàng. Bên này thì khẩu nhầm MB40 bít vàng, bên này khẩu là OMB và cũng có MB40 luôn. Ta đang thấy vị trí của tính hùng đang dẫn trước tỷ số 1-0. Ok, khá là nhanh gọn đến từ vị trí của tính hùng. 2-0. Không hiểu KBC đang làm cái điều gì, nhưng mà thực sự là tôi không hiểu là có CSS game Maca anh, nhưng mà nếu CSS đừng rơi Chubin nha anh. Tôi mới nhận được thông tin được vị trí nước mỏm là còn không, em muốn bắn nhưng mà không biết là còn không để hết chén tôi gọi em Ma. Tại vì tôi qua tôi hứa với em Ma là tôi với em Tứ là hôm nay 10:20 chơi game Ma. Vâng, chúng ta đã có, không biết là bên ok, tôi sẽ chết đam các bạn, tôi sẽ chết đam góc đam góc trên để xem có ai không biết là Ken có mỏi tay quá hay không sau khi bắn hai trận giữa đất mỏm và vị trí của một trận giữa vị trí đất mỏm. Trời ơi, một cái tính xím rất vào đầu vị trí của Ken, một viên đâm thẳng vào đầu vị trí của KBC. Tính hùng sẽ làm điều gì đây? Tính hùng là hai cao thủ trong làng game Revive Việt Nam được sử dụng thiết bị PC. Các bạn biết là thao tác rất là nhanh anh em à. Không tạo ra một cái khe hở nào đối với vị trí của KBC. Một viên lại vào đầu vị trí của KBC. KBC không gây ra được chấn thương của vị trí tính hùng anh em à. Khiếp góc khá là kỹ của vị trí tính hùng. Không làm được một cái điều gì trước vị trí tính hùng. KBC bị tâm lý chăng? Nào bác rủ Cyrus với Nero chung một trận được không bác? Hai idol của em mong bác thực hiện. Ok em luôn, thích thì ngày mai cho nó chơi là chị Phú luôn em ơi. Ơi mà cho quên ngày mai thứ năm có thể online. Không hiểu vị trí của KBC đang làm cái gì, một con gà chiến bất bại trên live stream của mình. Trong bo trận AWM khi chuyển qua vào trận tiểu liên thì lại thua chứ thì số 3-0. Một số rất chi là gọn gàng, không phải muốn đỏ các bạn ơi, có vàng có đỏ. PC và bắn full đỏ là cũng chuyện đó bình thường, nhưng mà quan trọng là các bạn được dùng phần mềm nào can thiệp vào game là được. Ok, KBC bị sao rồi. Không sao, KBC sẽ có một cái màn trình diễn nó mạnh nhãn hơn cho anh em. Lật kèo thì tôi khả năng cao là sẽ khó lật kèo các bạn. Đó, tính hùng như là ao trình tiểu liên khá là kinh. Con hàng này phải đưa một cái nhóm bắn nó kinh. Bởi đón từ vị trí của KBC. Ok, góc người lấy cam cao để anh em coi đo, coi đam đỏ hay vàng. Để các bạn biết, nãy giờ tôi quay góc làm gần, các bạn không thấy đỏ được đâu. Rất rất có nhiều bố vàng diễn ra các bạn.
rất nhiều một mẫu vàng chính vào người KBC. Nhưng không hiểu vì sao KBC không dùng một kêu trầu mẫu máu mà chấp nhận solo đam đối với chiến của Tinh Hùng. Tinh Hùng đang còn rất nhiều máu, KBC đã chấp nhận dùng kêu bốn máu rồi. Tôi nhận thông tin từ vị trí Đức Bỏm rồi solo Tiểu Liên. Ok, một trận đấu này tôi sẽ cho các bạn coi một góc độ đam từ vị trí hai người. Khả năng cao Ken sẽ không chịu nổi trận đấu này các bạn à. Khả năng cao như thế luôn á, thật thề quá anh em luôn. Một hai viên đâm thẳng vào người vị trí Tinh Hùng. Tinh Hùng đang cố gắng gây ra xương vị trí KBC. Nhưng mà KBC khép góc khá là kỹ anh em ơi. Khá là hay vị trí KBC. Nó không thể nào mà chỉ thua cách 3-0 cách nhẹ nhàng như thế. Rất chỉ là ảo các bạn, không thể nào tin được. Chẳng lẽ Tinh Hùng ảo trình đến mức độ đó sao? Má bắn kỹ quá anh em ơi, Tinh Hùng bắn kỹ quá các bạn. Nó không tạo ra một cái hở cho vị trí của KBC, tạo ra được một cái điều gì được hả? Nó lắp luôn, đẩy KBC ra ngoài bò bắn ép góc. Tinh Hùng sẽ thành công rồi. Tôi sẽ quay góc lê cam để các bạn coi đồ đam cho nó dễ các bạn ơi. Má nó không tạo ra một cái hở nào cho vị trí KBC làm được cái gì cả. Đây là vị trí Tinh Hùng. Không thể nào bắn luôn, KBC cũng thủ kỹ rồi. Dồn Tinh Hùng ngoài bò rồi. Dồn Tinh Hùng, đè Tinh Hùng ngoài bò rồi. Tinh Hùng rất thông minh đi. Không ai tạo ra một khoảng trống cả. KBC đã nhận ra một điều đó là solo trực diện vô vị trí của Tinh Hùng. Đó là một điều ngu sủng. Chấp nhận bỏ rồi. Ba không, không phun đầu anh em ơi. Hai viên vào người và một viên vào đầu. Tinh Hùng đã mất cho mình một lượng máu. Tinh Hùng trả lại với một 8 xét thương rồi. Ok, dòng bo còn khá là nhỏ anh em ơi. KBC không làm gì được rồi. Tinh Hùng sẽ chết bo 3-1. Quay KBC khá là thông minh khi mà nhận ra một điều đó là solo trực diện với Tinh Hùng. Đó là một điều sai lầm. 3-1. Quay chúng ta thua một trận không sao, nhưng mà chúng ta rút kinh nghiệm được từ trận đó mới là cao thủ các bạn. KBC đã nhận ra một điều đó là solo trực diện với Tinh Hùng rồi. Thật sự là khả năng cao là bắn không lại. KBC dồn Tinh Hùng vào đường cùng, đó là vào những vòng bao cuối để solo với nhau về mặt xử lý các bạn. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu nào. Đây là vị trí KBC. Sở Tính rơi vào đầu ông nào hay không? Kênh đang chọn góc ngồi trên các bạn ơi. Tính Hùng bố phố giờ rồi. Bye. Sẽ có một bàn lật kèo kinh điển hay không? Khả năng cao là sẽ có một bàn lật kèo kinh điển. Bye. Nhầm. 23 các bạn. 23 nhưng mà tôi thấy là có khả năng là sẽ lật kèo đấy. Tinh Hùng bắt đầu rung rồi. Khả năng cao là bắt đầu đá lô tô rồi. Khả năng cao là bắt đầu đá lô tô rồi các bạn. Bắt đầu nhận ra một điều rằng đối thủ của mình không phải là dạng bình thường rồi. Đối thủ của mình là một dân chơi đã sượng tay rồi. Tôi thấy là cái dấu hiệu sượng tay đối với Tinh Hùng rồi. Bom kèo có vẻ bị delay rồi. Tinh Hùng sẽ làm gì đây? Bom kèo không phải là đối thủ, không phải là những thằng con nít đâu mà để cho Tinh Hùng. Ba đều các bạn ơi. Đối thủ không phải là thằng Odin đâu mà để cho Tinh Hùng cứ quăng keo rồi bắn. Cứ bỏ lực ra, đó là một góc chết cho vị trí của Tinh Hùng. KBC lợi dụng keo ở đó bắn thẳng vào đầu với Tinh Hùng. Ba đều. Quá đen. Quay. Tuyệt vời. Khi mà tỷ số 3-0 thì tôi lại nhận định rằng không hiểu Ken đang làm một cái điều gì cả. Nhưng cậu ấy khắc phục cái lỗi mình rất là nhanh, rất là thông minh. Anh em nào còn bảo 7-0 ở đây. Khi mà nãy 3-0 thì anh em lại bình luận là 7-0. Còn 7-0 không? Thằng nào bình luận 7-0 ở đây? Vào form rồi. Bắt đầu vào form rồi các bạn. Góc này chúng ta sẽ coi góc play cam đây. Coi ai bắn vui bỏ hay không để chết đi luôn. Tôi nghĩ là bắn vàng khá là nhiều rồi. Vị trí hai bạn khả năng cao không còn chết đâu các bạn ơi. Kèn khá thông minh. Giam vị trí Tinh Hùng ngồi bo rồi. Tinh Hùng làm gì đây? Tinh Hùng cố gắng ôm chặt vào vị trí của Kèn. Nhưng mà không để cho mình khẽ hở lưng để như trận trước. Ken thông minh quá anh em ơi. Tinh Hùng cũng không phải dạng dừa. Có thể là Ken muốn đưa trận đấu về giống như round đầu tiên mà Ken thắng các bạn ơi. Chấp nhận giao tranh ở trong vòng bao cuối. Tinh Hùng không chịu điều đó các bạn ơi. Tinh Hùng áp thẳng vào vị trí của Ken. Nhưng Tinh Hùng không dám. Thực sự là Tinh Hùng đang bị sượng tay rồi. Khả năng cao là bị sượng tay các bạn ơi. Quay. Phun trở lại vị trí của Ken. Quay các bạn ơi. Một chút sau vậy. Ken
dựng keo ôm Tín Hùng ngồi bò, tạo ra một cái điểm sở nào đó để bắn bay đầu vị trí của Tín Hùng. Của Tín Hùng tạo ra một khe hở chết người rồi, khả năng cao trận này Tín Hùng sẽ thắng anh em ơi. Một trận đấu siêu kinh điển các bạn, không thấy gì mà anh em mình thuyết phục like subscribe, anh em muốn solo ai solo với ai anh em có bình luận bên dưới để tôi sẽ sắp xếp kèo đấu cho những cái con gà chiến, nhưng mà vui vẻ đó các bạn, thắng thua là chuyện bình thường, anh em đừng có tạo ra cái sự so sánh không nhất có mà tạo ra một sự toxic trong cộng đồng, tôi cảm thấy là không đồng ý các bạn. Cái gì đây, muốn sợ tôi với chiến của Tín Hùng, nhưng mà Tín Hùng không chết anh em ơi, Tín Hùng coi về mà chiến đội bộ rồi, chấp nhận chú ở nhà luôn kia trò bộ bộ. Một chút sau nhãn rồi, Tín Hùng phải trả giá cho mình một bài học đó là đắt luôn. Một chút sau nhãn rồi, cái gì đây, ok nào. Ken Bixi liều mạng nhảy lên bắn thẳng vào vị trí của Tín Hùng. Tín Hùng chỉ còn cho mình 24 máu, chấp nhận chết bo rồi, khả năng cao là như thế. Chấp, còn không Ken không thể nào cho Tín Hùng vào bo rồi. Khả năng cao là Ken không thể nào cho Tín Hùng vào bo. Nhưng bo này giãn ra, bo này giãn ra mình không phải anh em ơi. Không, khả năng cao là Ken không cho. Why? Tâm dụng yếu tố là cái Tín Hùng một di chuyển vào bo, Ken đã chấp nhận ra combo. Nhưng mà Ken ra đây rất liệt nha anh em nha, không phải là trận keo nữa. Một món người bò các bạn, còn phải chậm keo các bạn, chậm keo để tạo ra một cái hỏi đứng xuống bị gốc chết thôi. Hay quá hay, đâm bố các bạn, cái này là không phải là vô đâu anh em, cái mà đó là người ta chậm keo để cho ông Tín Hùng bay qua mãi để vô bò rồi kia nó bắn, chứ không phải là vô đâu anh em, đừng có rạch luôn. Cô lại nhưng mà bị trả cho từ bị dưới của kia bắn gây thẳng vào đầu của chiếc của Tín Hùng. 6-4 quay một trận đấu gọi là siêu kinh điển các bạn, siêu cái điểm của làng game DeFi Việt Nam, quá đẳng cấp, quá hay. Thực sự mình nói là đây là những tài năng các bạn, đây là những tài năng. Tôi mong sao tương lai các bạn này đừng dính dáng tới vòng mời thứ ba là được. Kỹ năng của bạn này bắn rất hay và rất tuyệt vời. Thứ nhất là đừng dính dáng tới vòng mời thứ ba, thứ hai là đừng collab với những thằng có liên quan tới vòng mời thứ ba là được.